Dạ, xin kính chào cô chú anh chị yêu thích Mai Hồng. Đang nay xin làm cơ sở của trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống của Hồng Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em trở lại với đội của anh chị ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ với cô chú chị ha. À, giao lưu hôm nay mình cũng có một số em may ghiên hay cô chú anh chị với lại phôi mai. Kính mong cô chú anh chị yêu thương mình ạ. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn yêu thương theo dõi ủng hộ kênh. Chúc cô chú anh chị một kênh giao lưu và chọn một kênh thấy. Dạ em xin chào anh Kiệt ơi. Rồi anh chào Phương. À, em chào toàn thể quý bà con đang xem kênh trên mọi miền Tổ quốc ha. À, hôm nay em có giới thiệu đến quý bà con mình một số mai thành phẩm chơi Tết mini ha. À, và một vài phôi mai vàng. À, địa điểm của em đây là Long Tuyền, khu vực Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ha. Số điện thoại của em là 0918864880. Đó cũng là số Zalo và Facebook, em mong được sự ủng hộ từ bà con ha. Rồi em để tránh mất thời gian em sẽ vô cây thứ nhất nha bà con. Cây này là cây phú quý nha. Phú quý già mùa nha bà con. Ừ. Rồi một cây dạo phú quý. Cây này em bẻ phơm dáng hơi đổ ha. À. Cây này thì nó nằm chậu khoảng 2 năm rồi. Nhưng mà em mới lên chậu này 2 năm nè, những chậu kia là cũng lâu nha. Cây này cây số 1. Đang có ôm nút nụ luôn cô chú. Nút nụ năm nay là chơi là khỏe nha bà con. À. Cô chú anh chị mình xem phần đế giúp em ha. À, nguyên một bể. Đế nó còn một khối dưới em không có làm ha. Cái này em không có xếp chậu nha bà con. Chậu này nó nặng lắm. Em bố bầu cho bà con nha. Dạ. Rồi em báo cái thông số nha. Cao là 55. Tán đổ này là 90. Ngang này là 1m35. Vị trí nơi đây nó là 17 ha. Dạ. Cái này là cái cốt này là gọi là ngày xưa chủ nhà ghép như là gốc nhớt vậy đó nghe bà con. Dạ. Đây là ghim của nó luôn nha. Ghim nó từ khúc này nè, lằn ghép mình nằm chỗ này nha bà con. Lâu lâu năm lắm nha cây này. Dạ. À. Rồi em quay con vòng em báo giá với bà con ha. Phú quý nha, Phú quý Cần Thơ mình nghe bà con. Rồi cái này xin Zalo với quý bà con giá là 1.500.000 ha. Em bao ship bà con toàn quốc nha. Dạ 1.500.000 nha cô chú chị, một cây giá đổ luôn ha. Dạ. Dạ tiếp theo mã số 2 nha cô chú. Rồi tiếp theo là mã số 2 ha. Mã số 2 là mai vàng ha. Dạ. Mai này là dảo riêng mình nghe bà con. À, cây riêng không ghép ha. Cây này thì búp nụ của nó đang cho thôi chứ không có sung mấy. À, tại em làm cốt cành á. À, năm nay chứ năm sau là cây này hết sảy. Cốt cành cũng cỡ từng ống út ngón cỏ ấy cô chú anh chị. Cái mặt cắt của nó kéo vo rất là mạnh luôn ha bà con nha. Cây này nó bằng cái viết cút lông ha bà con. Rồi em báo thông số nha. Bông này thì từ 8 đến 10 cánh ha bà con. Cao là 93. Củ tài ha. Tán ngang này 95. Quanh thân ở đây là 29 nè. Đang nằm chậu này là 4 tấc. Rồi em quay vòng em báo giá bà con ha. Cái cây này cũng già lắm rồi cô chú. Cây này già mùa nghe bà con. Dạ. Rồi cây này em xin Zalo với quý bà con giá 1.200.000, em bao ship bà con toàn quốc ha. 1.200.000 cô chú anh chị. Rồi. Dạ, tiếp theo là mã số 3 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 3 này là mai vàng ha bà con. Cây này cây marin nha. Dạ. Bông này từ 5 đến 9 cánh. Okay. Phong tàn dù ha. À, em mới vô nước dây đầu tiên nha. À, dạ. Một cốt thoát thân lên chi dù ha, tàn dù ha. Đế thì thôi, cây này đế nó giữ lắm đế nha bà con. Ngày đế lực nó bấu xuống luôn. Nó còn nữa nha, nhưng mà em không làm nha. Em đang làm tàn chi nữa, em không có phủi phân xuống cho bà con xem ha. Với lại em mới bón phân á. Rồi em cho cái thông số 1m rưỡi chiều cao.
Cái tán chi hiện tại này là 1m1. Độ thoát thân này là 57 ha. Mình đo vị trí eo này thấy ha bà con. 31. Dưới này thì nó nở ha. Mình hạo từng chân thôi. Này là 36 ha. Đế đặc sệt luôn nha bà con nha. Cái này bà con có cái chậu hình chữ nhật để lên nó khớp với cái đế này dữ lắm nha bà con. 1m12 tổng hình đế ha. Dạ. Hiện tại đang nằm chậu này là 6 tấc. Rồi em quay vòng em báo giá bà con ha. Chậu này thì em rút chậu nha bà con. Em bó bầu cho bà con em đi ha. Rồi một cây phơn tàn dù hết với tôi chứ chị. Rồi cái này em xin Zalo với quý bà con giá là 4.200.000. Dạ. Em bao ship bà con toàn quốc nha. Rồi 4.200.000. Cùng lắc với luôn mình. Rồi đến với bà con mình là mã số 4 ha. Cây mai vàng ghép cúc quyết long ha bà con. Cái này nó xù nha bà con. Dạ. Lùng lực luôn quý bà chú anh chị. Hoàng quyết long phải không ạ? Hoàng quyết long. Cái này thì em mới sạc tàn lại để em làm cốt cành lại nha. Tại cái form trước nó lỏng lẻo quá em cắt. Năm nay mình không chơi bông được đâu, nó ra rồi. Cái này năm sau. Ba cái bo ghép to bự chảng luôn cô chú chị. Xù thì nó bít mình hết nha bà con. Xù 90% ha. Mà xù này nó cũng vẫn có đế nha. Cây xù thì bà con biết giá trị của nó rồi. Xù chế khóm luôn anh em. Dạ. Rồi em cho cái thông số ha. Đây là mặt tiền ha bà con. Chiều cao này là 80. Tăng chi là 90. Ngay cái bụng xù là 38 ha bà con. Dạ. 38. Đang nằm trong chậu này. Chậu này thì tại cái đế nhiều quá em là cho vô chậu này chứ nữa. Em ép chậu là chữ cỡ chậu 4, chậu 5 nghe bà con. Cái này là chậu 6. Nhắc lại là một cây xù ghép cúc quyết long ha bà con. Rồi cái này xin Zalo với con giá là 4.500.000 ha. Cái này em bao ship bà con toàn quốc ha. Dạ rồi, 4.500.000. Mã số 4 luôn nha cô chú chị. Ra mã số 5. Mã số 5. Dạ rồi. Rồi đánh với quý bà con là mã số 5 ha. Mã số 5 là mai vàng. Cái mai vàng này ghép là siêu bông Bến Tre ha. Dạ. Cây này chuẩn bonsai luôn nha bà con. Dáng nó cũng lai thú ha. Cốt nó thì thả hơi đổ một tí nha bà con. Có nhánh này đổ tới nữa mình nó ra tàn đầy đủ rồi cho nó đổ được kênh ha. Em mới dằn lại nước dây thứ hai ha. Siêu bông Bến Tre ha bà con. Rồi em báo thông số. Cao này là 45. Độ này là 60. Hoành thân là 21. Cục đế đặc sệt luôn ha bà con. 48 cái cục đế ha. Xích ở dưới thì tổng hoành đế này thì nó 70. Cái này em ép chậu đụng chậu luôn nha bà con. Chậu này chậu 3 tấc 7. Chậu rồng ha. Cái này em dẫn cho lưu chậu nha. Nếu bà con ưng ý chậu này thì em cố gắng em ship cho bà con. Còn nếu không ấy thì em cúng chậu em bó bầu giao cho bà con ha. Em quay vòng báo giá nha. Siêu bông Bến Tre ha bà con. Cây này già cây lắm nha. Rồi cái này em xin Zalo với quý bà con giá 4.500.000 ha. Cái này em bao ship bà con toàn quốc nha. Dạ rồi, 4.500.000 mã số 5 luôn nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo là mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 6 này cũng là cây mai vàng nha. Cây này là cây bông rin luôn nha bà con. Dạ. Cây này 6, 8, 9 là nó làm tùm lum hết trơn. Xác lớn luôn nha cô chú anh chị. Cái xác này thôi, quá khứ cái xác lấy thịt đèn người luôn. Năm nay mình chơi bông cây này là ok rồi nghe bà con. Cây này thì nói chung là nó mới có một mùa thôi đó mà cốt cành nó vậy đó. Rồi nút nụ là mỗi nách lá luôn nha quý cô chú anh chị. Cây thì nó hơi siêu lắc nhẹ ha.
cốt cành thì em sắp em phối ra cho nó đồng đều cây mình luôn nha bà con. Cây này mình chơi năm nay là ra bông là bít cây hết nha. Rồi em báo cái thông số ha. Cao 1m3, thân lá 1m5, cái xác nó lớn lắm nha bà con. Đế chỉ nó 2 cọng cắm xuống thôi, đế này là đế cắm luôn nha bà con. Phải không ta, chỗ này được rồi ha. Dạ, vị trí này. Vị trí này đi ha. Vị trí này 50 ha bà con. Dạ. Mình lên tí xíu nữa đi. Tí xíu này thì 44 ha. Dạ. Vị trí nó giót ngọn nha, bóp giót nha bà con. Đang nằm trong chậu này là 6 tấc. Rồi em quay vòng cho bà con xem ha, báo giá luôn. Rồi cái này nở hậu nha quý cô chú anh chị. Cái này cũng già, cây nó xù xì thân hết rồi. Cái này chắc hiện tượng nó lên xù. Dáng nó hơi siêu siêu nha quý cô chú. Rồi cái này xin giao lưu với quý con giá là 4.800.000 ha. Cái này em bao ship bà con 200 km nha. Cây này tại cái tàn nó mình đi phí của nó cao lắm, mình đóng kiện gỗ. Dạ. Cây này nút nụ là ok nha mấy cô chú anh chị. Nút nụ là hết sảy rồi, bóng lưỡng hết rồi. Dạ. Rồi cây mã số 6 nha mấy cô chú. 4.800.000 ha. Dạ rồi em nói luôn ha. Dạ. Rồi đến với quý bà con mình là mã số 7 ha. Mã số 7 này là mai vàng, dạng bông trùm nha bà con, cây mai rin ha. Cái này được 3 mùa nghe bà con. Dạ, cái này cũng phơm tàn dù luôn quý cô chú chị ha. Tàn chi là kính ha. Nó đang ôm nút nụ rất nhiều hết bà con ha. Năm nay chơi Tết là hết sảy rồi. Cái này cũng siêu nụ luôn rồi cô chú anh chị ha, mọi nụ kẹo hết ha. Nó chùm bông nó chùm rất đẹp ha. Dạ. Cái cốt là cũng lớn, cốt chi lớn rồi nha quý cô chú anh chị. Đế nó thì rất quái nha bà con, rất đều ha, nó như cái cổ xe ngựa vậy đó. Dạ, rễ nó cũng cắm xuống không cô chú anh chị, nó bấu bấu xuống ha. Ở đây thì nó có một mặt mặt tuột da ha bà con ha. Dạ. Mặt tuột da ngày xưa chủ nhà không biết cách xử lý ha, nhưng mà cây của em về đây là sống khỏe hết rồi nghe. Nó đang ôm mép lại nó kéo nha. Cái này mình cứ để đại nó đi, chừng nào nó mục rồi mình tính sau nữa. Giờ nó đã ôm mép thì nó chặn ở đây rồi, không sao đâu nghe bà con. Chi cành nó rất nhiều, chứng tỏ nhựa nó lên rất lớn, rất nhiều nghe bà con. Không sao ha. Rồi em báo cái thông số. Cao là 1m6 đi bà con, hơn cọng dây rồi. Dạ, cao 1m6. Tán ngang này chắc cỡ 1m8 dạ. 8 đi. Thoát thân này là 60. Ngay của em này ở đây là nó là 38. Cái đế thì nói chung nó còn ở dưới nhưng mà em không có làm nha bà con. Mới 4 phân. Tổng quanh đế mình là 115. Đang nằm trong chậu này là 6 tấc ha bà con. 7 tấc ha, chậu 7 ha. Cây này nói chung giá hữu nghị cho bà con mình chơi Tết ha. Nó già lắm rồi, lên da me hết trơn. Lên da me hết rồi. Nè nó lên muốn hết cái cây luôn nè bà con. Đơm hết. Cây này bà con nào để chậu thì để, còn không mình xuống bồn một cái nó lên xù cái chắc nha bà con. Rồi cây này xin Zalo với con giá là 4.800.000 ha. Cái này em bao ship bà con 200 km nha. 4.800, bông nút nụ là chùm luôn á mấy cô chú anh chị. Tiện thì em ship chậu, còn không thì em rút chậu nha bà con. Bị em ship xe tải thì nó không có bảo đảm với chậu mình nha. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Rồi đến với quý bà con mình là mã số 8 ha. Dạ. Mã số 8 này là mai chùm ha. Mai vàng mình ha bà con, bông đùm ha. Cây rin. Cái này được 3 mùa nha bà con. Lùng lực luôn nha mấy cô chú chị. Cái này em binh dáng thế bonsai đại ha. Dạ. Cốt cành nó phan rất đều ha bà con ha, nó đưa ra rất đều ha. Dây này em đang kẹp nó thôi chứ mình buông ra được rồi nha bà con. Tết hôm nay mình buông ra. Để cho bé Phương đi vòng vòng dùm cho bà con xem ha. Dạ.
chứ cây này nặng quá em lên mà quay lên không nổi. À, đế cũng khá là lực nha quý cô chú chị. Cây này thì nói chung củ nở ha. À, cây củ nở ha bà con ha. Rất lớn, nó lên ba chi chuẩn tam tài luôn ha, cũng phong thủy lắm nha bà con. À, à, cây bao sung bao khỏe cho bà con chơi ha. Rồi em báo cái chiều cao thông số đó là 1m4 đi bà con, hơn tính 1m4 đi. Tán lá này, tán ngang này chắc ở 1m8 à, hơn tính 1m8 thôi. Em đo cái hoành thân, đo hoành nào cho nó chuẩn đây, đo ngay đây đi ha bà con. Đó, nơi nhỏ đây là 57 ha. Chặt nở nơi đây nó là gần 60 ha bà con. Cây này nâng nở ha. Cái củ đặc của nó là 88 ha. Còn tổng hoành đế này thì ở dưới đế nó dữ lắm đế nhưng mà em không có làm ha. Ra đụng chậu luôn nha bà con. Tổng cục đế đặc này là 1m5. Này nằm trong chậu này là 9 tấc nha bà con. Chậu 9. À. Rồi nhắc lại là cây này cây mai vàng rin bông đùm ha. À, bonsai đại. Cây này em xin giao lưu với quý bà con gần xa mình giá là 15 triệu 500 ngàn ha. Cây này em bao ship bà con 200 km nha. Ví dụ có tiện thì ship tặng chậu bà con, còn không thì em sẽ dỡ bó bầu lên ha. Cây này thuần chậu rồi. 15 triệu 500 ngàn ha bà con. 15 triệu 500 ngàn là mã số 8 nha quý cô chú. Mấy cái cốt chi này cũng lớn từng ngón cái của em ăn lên rồi nha cô chú chị. Ngón cái ăn lên nha bà con. Dạ. Cây này nó cũng có hiện tượng đợm xù ha. Cái xù nó chảy xù, đầu này nó chảy xù sắp đèn cày hết rồi. Dài dài ra, bà con chăm dài về sau cây này nó xù đẹp nha. Cây này cũng có đang một số nút đồ kim luôn quý cô chú chị nha. Cây này thì em làm cốt cành em làm nhiều hơn là em làm nụ cây này nha bà con. Dạ. Với lại tàn nó hơi thưa quá em cũng đang làm tàn làm cốt đó. Nụ thì năm nay chơi không đạt, năm sau chơi nhiều nha bà con. Dạ rồi, cây này mã số 8 nha quý cô chú. Em đổi luôn ha. Dạ. Dạ, mã số 9 nha quý cô chú anh chị. Rồi, đến với quý bà con mình là mã số 9 ha. Mã số 9 là cây mai vàng, cây green không ghép nha bà con. À, bông này từ 6 đến 9 cánh ha. Cốt cành em đang thả ra bonsai ha bà con. À, tàn chi nó đã ấm ha. Nhưng mà nó không gối nha bà con, nó rất rõ ràng ha. Bà con nhìn cây rất thông nha. À, cây này thì nó dáng nó hơi siêu thú ha. Lai thú một tí. Dáng nó hơi siêu. À, nó phối với cái chậu hình chữ nhật này nó rất hợp ha. À, bà con xem cái em báo thông số nha. Dạ. Cây lớn em không có lên bằng quay được. Chiều cao này là 1m ha. Tán chi này là 1m4. À, bonsai ha bà con. Thân nó lắc, nó ngoái rất hay cây ha. Vị trí này nó là 47 ha bà con. À, 47. Mình hạo cái tổng hoành đế đặc này là 1m15 nha bà con. 1m15. Từ đường kính đế này qua đường kính đế kia là 8 tấc nha bà con. Chậu này là chậu chậu 90 hình chữ nhật. À, bà con đi vòng cho bà con xem tham khảo em báo giá ha. Đế khá là đều luôn quý cô chú anh chị nha. Đế này tương đối cũng 8-9 nút nha bà con. À, chuẩn bonsai ha. Dạ. Bà con nào có không gian nào không hẹp hẹp đưa cây này về mình chơi cũng rất ok lắm nha. À, cái này thì cốt chi thì cũng tới từ cỡ điếu thuốc ăn ha. Cô bông thì từ 6 đến 8-9 cánh nha bà con, cây rin. Vậy xin tàn rồi ok ha, đã vô dây chỉnh sửa hết rồi nha quý cô chú. Cái này nếu mà mặt chính thì hướng nào anh ha? Cái mặt chính là bên đây nè. Dạ.
Cái này thì mình chơi hai mặt được luôn nha. Em làm hai mặt bên đây là bên đây luôn nha. Dạ. Bên đây thì nó giữ hơn nhiều. Cái mặt chính bên đây nó giữ hơn nhiều. Có số anh em có yêu cầu nói mình làm cây làm hai mặt đi chơi cho nó dễ. Dạ. À, đây mặt này mặt chính ha. À. Dạ rồi mình Zalo giá bao nhiêu anh ha? À, cái này em xin Zalo với bà con gần xa mình giá là 13.500.000 ha. Cái này em bao ship trong bán kính 200 km, còn xa hơn thì quý bà con mình thương lượng với em ha. Dạ. Em không có bao chậu nha bà con. Chậu này em đi không bao đảm. 13.500.000. Dạ rồi, 13.500.000 mã số 9. Em đỡ luôn ha. Và đánh với quý bà con mình là mã số 10 nha. Mã số 10 này mai vàng ghép cúc thỏ hương ha. Cái này em ghép được 2,5 màu ha. À, nhưng mà năm nay mình chơi bông cũng đạt lắm nghe bà con. À, bông gió mùa này sau năm nay nó lên nó ra nó bể gió hết trơn nha bà con. Dạ, có nút nụ luôn rồi cô chú anh chị ha, có một số. À, vẫn còn nút nụ nghe bà con. Tết vẫn chơi được bình thường, tháng này mới tháng 11 mà. Mình ghép 2 mùa ha anh. À, 2 mùa mấy gần 3 mùa rồi, bà con. Dạ. À, cốt này bự rồi nha cô chú anh chị. Em đang dựng cái đọt này, cái ngọn này cho bà con là xích thích chơi tông cao ha. Còn mình không thích chơi tông cao, mình tém xuống cái là form này là nó đã ok nghe bà con. Dạ. À, mình tém ngang đây cái là form ok liền. À, rồi em báo thông số nha. Cao này là 1m35 ha. Đáng chi này là 1m35. Cây này thì nó một cốt ha, bonsai nha bà con. Đế nó thì 24 giờ luôn ha. À, đi một vòng cho bà con xem cái bộ đế này nó tứ diện hết ha bà con. Cây này đế rất đẹp. Mặt đó mặt hậu ha, mặt này mặt chính ha bà con. Chính này dòm đế nó thì hòm. À, này đế trải đều luôn á mấy cô chú anh chị. Trải rất đều ha, bà con nào thích nuôi lâu dài nữa đó là bà con về xuống bồn cái cây này nó phát lên dữ dằn lắm nha bà con. À, rồi em báo thông số luôn ha. Vị trí nơi đây là nó 49 ha bà con. Dạ. Còn tổng quanh đế này thì mình đụng bầu hết, ủa đụng chậu hết rồi. Tổng quanh đế này thì trên 1,5m tính mét 7 bà con. 7 ha. Chậu này đang chạy nằm trong chậu 8 tấc. À, cây bonsai lục lực lắm cô chú. Cái này Tết năm nay hết sảy nha bà con. À, nút nụ còn rất nhiều ha. Cái này em bơm tí xíu kích nụ nó cái là năm nay nụ nó cũng dữ lắm nha bà con. À, dạ rồi mình Zalo giá bao nhiêu anh ha? Cái này em xin Zalo với quý bà con giá là 9.500.000. Dạ. Cái này em bao ship bà con toàn quốc ha. Dạ. Em không bao chậu nghe bà con. 9.500.000 mã số 10 nha cô chú. Mã số 11. Rồi, đánh với quý bà con mình là mã số 11 ha. Cũng là cây mai rin bông đùm ha. À, cây mai này thì một cốt em sạc lại bonsai ha. À, cây này thì nút nụ của nó cũng đạt được 70% rồi bà con. À, bông rất là bông ha, bông vàng cây luôn ha bà con. À, cây thì thân của nó thì một cốt, mà cốt cành của nó thì rất lực ha. Cốt cành nó to lắm, to luôn. À, này cốt cành đều luôn á mấy cô chú anh chị. Cái này 2 năm nữa thôi là cây này nó điểm chai lắm nha bà con. À, hiện tại thì cái chi của nó thì tầm bằng ngón út rồi. À, cái form nó rất đều nha bà con. Em làm form nó khi mà nó lâu năm nó ra rồi là kín luôn nha. Bà con không có bị sợ nó sai form ha. Rồi em báo thông số chiều cao này là trên 1,5m tính 1,5m ha. Cái tán ngang này 2m. Cái thóp thân chân cành này là 4 tấc nha bà con. Đế thì nói chung cây này đế nó cũng là 24 giờ luôn rồi. Nhưng mà con cái em cũng nãy giờ em cũng nói rồi, em mới 4 phân đó, mình cũng không muốn động. Nhiều khi nó ra rễ cám á bà con. Dạ.
Nơi đây thì nó nhỏ ha bà con. Nơi đây 32. Dạ, vị trí này 32. Em đo cái cốt số 1, cốt số 1 nó cũng chà bá nền. 19 nè bà con. Dạ. Nó bóp giót lên ha. Nó bóp giót ngọn lên cây này rất khéo cây nha. Đầu dôi đuôi chuột luôn. 8 tấc nha, nằm trong chậu này là chậu 8 ha. Rồi cái này em muốn giao lưu với bà con gần xa mình, giá là 8.500.000 ha. Cây này em bao ship bà con 200 km nha. Dạ. Xa hơn thì bà con cứ thương lượng với em. Dạ, ví dụ có tiện thì em ship chậu tặng bà con, còn không thì em sẽ bó bầu ha. Rồi 8.500.000. Dạ, con chú anh chị mình xem lại phần đế giùm em ha. Đế nó thì 24 giờ luôn đó bà con. Cây này em cũng có review lại ha. Những cái clip kia thì bà con cũng có thấy cái đế nữa rồi đó. 8.500.000, em bao ship bà con 200 km nha. Dạ, mã số 11. Rồi. Rồi, em đã luôn nha. Rồi, ngày hôm nay thì em có 12 cây ha. Là cây này là cây clip của em nha bà con. Cây này thì bà con thấy cũng quen lắm. Em mới lên bồn đây. Clip hôm nay của em ha. Dạng phôi mai vàng. Cây này là cây dạng phôi ha bà con. Bonsai đại nha. Cây này thì chân cành một cốt ha. Cây này thì sống vui sống khỏe luôn rồi cô chú chị em mình yên tâm ha. Bà con khỏi cần suy nghĩ cây này nó xỉu ẩu xỉu tả gì đâu ha. Rồi. Đây là em chừa lại chân số 1 ha. Ở đây nữa mình phối ra. Bà con thích thì mình để ghim, không thích thì ghép ha. Em nhắc lại mặt bông này là 6, 7, 8 cánh nhưng mà bông của nó là nó cái cánh của nó rất tròn ha, mà nó khít nha bà con, bự. Nó bự nó lớn nha. Em thì em định ghép vô những cái mắt chi ở đây luôn ha bà con, đúng chân cành nó luôn. Bà con về thích chơi game thì chơi, còn không mình ghép vô đây nha. Em chưa có rảnh đem ghép thôi. Dạ. Rồi em con nha. Em đo mặt cốt phôi thôi nha bà con. 80. Này đế nở chạc luôn á cô chú anh chị. Đế này là nó nở nó bệt bệt luôn ha bà con ha. Mình đo vị trí này là 50 ha bà con. Phương điên vọng nè, cái cọng dây đi bà con. Dạ. Đây là 50 ha bà con. Đế này 48 giờ luôn rồi cô chú chị nha. Đế này rất tiềm năng ha. Chăm dài về sau bà con cứ hình dung vừa đế vừa tàn cái nó. Nó giá trị cây của mình dữ lắm luôn bà con. Tổng quỳnh đế này thì nó chắc tầm khoảng 250 ha bà con. Chậu 1 mét nè bà con. Em khỏi đo bệ đặt ha, không có đường nào để đo hết trơn. Cái bệ đặt này là nó mới nãy em kéo là nó đặt luôn đó bà con. Là 2 mét rưỡi đó. Đặt từ đây qua đây luôn nè. Còn cái cục này thì thôi khỏi ấy. Rồi em đi thêm vòng đế nữa cô chú chị mình xin. Rồi, thấy Phương đi vòng đế cái em báo giá cho bà con ha. Đế này nó còn dưới nghe, em đang giấu đế nha bà con. Không gian nó cũng hơi chật quá bà con thông cảm ha. Em đi với Phương đi chịu khó đi từ từ cho bà con xem. Rồi, nếu mà phôi này thì mình chơi mặt chính bên nào anh ha? Mặt chính bên này. Dạ. Bên này là mặt chính ha. Cành 1 đây. Cành 1 đây. Dạ rồi em xin giá giao lưu luôn anh ha. Cái này thì em xin giao lưu với bà con gần xa mình, giá là 16 triệu ha. Em bó bầu cho bà con nha. Ví dụ bà con có thích luôn cái chậu này thì mình giao lưu riêng ha bà con ha. Rồi 16 triệu ha. Rồi mã số 12 là 16 triệu phôi mai lực lực nha cô chú chị. Rồi cuối clip em cũng rất chân thành cảm ơn quý bà con anh chị mình dính thời gian theo dõi kênh và clip của em ha. Em chúc quý bà con anh chị mình gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và vạn sự điều như ý. Số điện thoại của em là 0918864880, đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Em chỗ nhà vườn Văn Kiệt nha bà con, mong được sự ủng hộ từ bà con. Em xin chào ạ. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Em xin chào kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị ha.